tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 2.2 số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này đặc biệt, 15 bánh có 37 km thôi. Đồng hồ chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn không tua nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì còn đẹp và còn nguyên bản nhé, nguyên bản từ dàn lốp. Dàn lốp theo xe còn rất là dày và rất là mới. Chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ xịn như là vai thể thao, màn hình Android, rồi camera lùi, rồi khóa thông minh, đề nổ start top, đề nổ từ xa. Đấy, rất là nhiều đồ xịn. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn. Và chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn này, không tai nạn này, không ngập nước này, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và những chiếc xe đăng ký và chạy ở Hà Nội là đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số tự động 2021 này. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần thân vỏ bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài, cũng như là về phần gầm của chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và khác biệt với những chiếc xe khác đó là chạy rất ít, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chạy rất ít cho nên là tất cả là còn nguyên bản hết luôn bạn nhé. Nguyên bản là từ dàn lốp luôn. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, nước sơn zin đây các bạn xem này. Còn sơn zin còn nguyên bản rất là nhiều, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu bạn nhé, cam kết với quý bạn. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp rồi bạn nhé. Đây, nguyên bản từ dàn lốp đây các bạn này. Dàn lốp còn rất là dày như này đây các bạn xem. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 là cái dàn lốp là 2020 này. Đấy, còn rất dày và mới như này đây các bạn xem này. Một dàn lốp mới này, đết là 2020 đây các bạn nhé. Cả dàn lốp còn nguyên bản luôn. Lốp sơ cua đây, lớp sơ cua rất là dày. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Dàn lốp dày như này đây các bạn xem này. Một chiếc xe phải nói là rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, lăn bánh có đúng 3,7 thôi. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ zin, lốp chuẩn này, lốp chuẩn theo xe các bạn nhé. Đây là về cái phần sơn và lốp. Và chiếc xe này thì độ thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là màn hình nha. Màn hình Android, camera 360 này, đây là camera ZTEC xịn này. Đấy, camera 360 nhá. Đề nổ start top này, camera trên gương này. Đấy, camera 360 là đủ cả này. Đấy, camera này. Đấy, camera 360 các bạn nhá. Cảm biến trước, đấy, đằng trước là có cả cảm biến rồi này. Chủ xe độ vào chiếc xe này cũng rất là nhiều tiền đấy ạ. Đèn gầm là đèn bi này. Độ đèn bi và độ đèn gầm này là thoải mái bạn nhé, không bị ảnh hưởng đến đăng kiểm này. Nếu như độ đèn trên này mới ảnh hưởng này. Đèn pha, đèn cốt là nguyên bản này, không độ này. Đấy, cho nên là về đăng kiểm không có ảnh hưởng gì đâu bạn nhé. Và nhìn về chiếc xe rất là đẹp các bạn xem đấy ạ. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn. Đèn cũng như mới, không có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy. Và nhìn về đằng sau thì chiếc xe này cũng đã được chủ xe lắp thêm thanh thể thao này. Đấy, thanh thể thao nhìn rất là đẹp luôn bạn nhé. Nhìn chiếc xe rất là đẹp và rất là khỏe, cũng không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm đâu bạn nhé. Đấy, chiếc thanh thể thao này không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm này. Giá nóc và thanh thể thao được chủ xe lắp thêm này. Đấy, và đằng sau thì các bạn xem đã có cảm biến lùi rồi này. Đấy, cảm biến lùi đầy đủ luôn quý vị các bạn nhé. Đèn hậu cũng như mới, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là về cái phần thân vỏ bên ngoài. Và về phần gầm thì các bạn xem đây ạ. Với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý bạn có thể yên tâm luôn, gầm như mới luôn này, không có bị gì xét,
Đấy, cũng không có bị va chạm gì xước sát ở những cái gầm này ra. Những chiếc xe mà chạy ở biển thì hay bị rỉ sét, những chiếc xe mà chạy ở vùng đồi núi thì hay bị xước sát va đập bởi đá này. Đây, chiếc xe này chạy Hà Nội thì chạy những chiếc xe sedan còn đẹp cơ, chứ đừng nói đến xe bán tải mà chạy Hà Nội này thì quá yên tâm rồi. Đấy, phần gầm rất đẹp luôn bạn nhé, như mới luôn bạn ạ. 2021 mà mới lăn bánh ở 3,7 vạn, so với những chiếc xe con 3,7 vạn thì là nhiều, nhưng với những chiếc xe bán tải này thì là quá ít luôn bạn nhé. Đấy, gầm rất là đẹp. Riêng những cái phần hốc cua lốp đây các bạn nhé, đấy, hốc cua lốp này, giảm sóc này, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là mới và đều luôn bạn ạ. Đấy, những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý vị các bạn có thể yên tâm luôn về những cái phần gầm này nhé, phần sắt xi này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây là những cái phần sắt xi này, giảm sóc này, đấy, hốc cua lốp đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, mới tinh luôn bạn ạ. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi, giảm sóc này còn như mới. Những chiếc xe mà chạy Hà Nội thì quý vị các bạn có thể yên tâm luôn bạn nhé. Toàn bộ về phần gầm đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về phần keo chỉ bên trong. Đấy, đây là phần cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa cũng còn nguyên bản và rất là mới này. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số này, đây các bạn xem này, lịch bảo dưỡng này đang hẹn là 3,8 vạn nhé. Đây là lịch hẹn ở trong hãng Mazda, Mazda Yên Nghĩa này, chủ xe làm Mazda Yên Nghĩa, và đồng hồ công tơ mét là đang 3,7 vạn nhé. Chủ xe là đang hẹn 3,8 vạn, còn khoảng 1.000 km nữa thì đến thay dầu, chỉ thay dầu thôi chứ những chiếc xe này thì chưa phải làm gì đâu. Và chủ xe cũng đã ốp bậc cửa này, trải sàn da, đấy, trải sàn da, dưới là có trải sàn da nhé, xong lót sàn, trải sàn da và lót thảm 5D đây. Đây, thảm 5D đầy đủ rồi. Đấy, những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe này rất là mới các bạn nhé, mới có 3,7 vạn thôi, cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn về chiếc xe này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ là cũng còn nguyên zin hết luôn nhá. Đấy, keo chỉ nguyên zin, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi rất là mới luôn này, táp bi đẹp này, toàn bộ từ bậc cửa này cho đến trải sàn, lót sàn đều rất là mới các bạn ạ. Với những chiếc xe bán tải như này thì không khác gì xe mới này. Đấy, ghế sau này còn nguyên bản, không có người ngồi, đằng sau này thì gần như là không có người ngồi, cho nên là còn rất là đẹp luôn bạn nhá. Đấy, những cái phần nỉ trần này bạn xem này cũng rất là mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần, đây là camera 360 bạn này, soi hết cả đằng trước đằng sau luôn này, quanh xe luôn bạn nhé. Đấy, chủ xe độ thêm một cái màn hình ZTEC rất là xịn luôn này, camera 360 này, tích hợp rất nhiều các ứng dụng ở trên đây, kể cả cảnh báo áp suất lốp cũng đều có hết ở trên đây các bạn nhé, cho nên các bạn yên tâm. Đồng hồ công tơ mét thì có 3,7 vạn thôi. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều như mới luôn ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô đều rất đẹp luôn. Đến những cái phần trần các bạn xem này, những cái phần trần này, tay sách này đều như mới luôn bạn nhá. Đấy, một chiếc xe bán tải quá đẹp luôn ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, từ volume này, next bài này, cho đến là kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ, và cruise control. Đấy, có đủ rồi các bạn nhá. 2018 cho nên là option rất là nhiều. Hơn nữa là chủ xe đã độ thêm là camera hành trình đây này, camera 360 rồi nhưng còn có cả camera hành trình. Đấy, và đề nổ thật tát tốp này. Đề nổ thật tát tốp này là loại xịn các bạn nhé, có thể đề nổ từ xa, bấm vào chìa khóa ở dưới là nổ luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, điều hòa của những chiếc xe này là điều hòa auto rồi nhé, hai vùng độc lập và điều hòa auto. Với những chiếc xe Mazda BT50 thì option rất là nhiều bạn ạ. Đấy, trần thì rất là đẹp, chiếc xe này trần là tuy là chủ xe không có bọc gì cả mà nó đẹp như này, tức là chủ xe rất là giữ gìn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái nắp thùng cho quý vị các bạn cùng xem. Đây, nắp thùng của chiếc xe. Chiếc xe này thì chủ xe mua là cũng không có chở đồ gì các bạn xem đây ạ. Không có bị xước sát gì ở cái nắp thùng này nhé. Những chiếc xe nào mà hay chở đồ nhiều thì sẽ bị xước sát cái nắp thùng này. Chúng ta nhìn là chúng ta biết được luôn cái lót thùng này là đã biết là chủ xe có chở hay không nhé. Và cái nắp thùng này là nắp thùng chủ xe lót từ lúc mua xe đấy nhá, chứ không phải là mới lót cái nắp thùng này. Nhiều người lại nghĩ là hay là mới lắp cái lót thùng này, nhưng mà cái nắp thùng này là từ cũ rồi bạn nhé. Và đấy, tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp như đây các bạn này.
Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau đây, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, tắp bi cánh cửa đều rất đẹp đây các bạn này. Đến từ những cái ốp bậc cửa này, đấy, ghế này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp đây ạ. Đẹp và đều các bạn nhé, vì mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, đây là phần keo chỉ cánh cửa nhé, nguyên bản này. Tắp bi cánh cửa này rất là mới luôn, từ tắp bi cho đến tắp lô. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đây, tay phanh này đều rất là mới này các bạn nhé. Đấy, màn hình JTEC này rất đẹp luôn bạn nhé. Nội thất ghế da đều như mới luôn, và những cái phần nỉ trần này, đấy, nỉ trần này đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, made in Thái Lan quý bạn nhé. Ở phiên bản 2.2 số tự động như chiếc xe này đây, thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 2021 này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.2 lít bạn nhá. Đấy, kết hợp với hộp số tự động và còn nguyên bản đây các bạn xem này, tất cả là nguyên bản từng con ốc nhá. Trong cái khoang động cơ này không những còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhá. Đấy, động cơ như mới luôn và toàn bộ từ những ốc cabo này cho đến keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên zin hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhá. Nguyên zin này, tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là đều nguyên zin hết này, từ ốc cabo cho đến ốc tai. Đấy, ốc xương đầu còn nguyên bản luôn bạn nhá, chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới luôn. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhá. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2021 lăn bánh 3.7 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.